hóc hiểm, thực chiến. Bộ pháp linh hoạt, nhẹ nhàng. Sự kết hợp hiệu quả giữa thân pháp uyển chuyển và đôi tay chắc chắn để tạo ra uy lực trong mỗi đòn thế. Đó là những đặc điểm nổi bật của bài quyền Miêu Tể Diện của môn phái Bắc phái Tây Sơn Xuân Bình Võ Thuật Đạo do sáng tổ Đại lão Võ sư Xuân Bình thành lập, hiện đang được lưu truyền tại làng võ cổ truyền An Giang. Môn phái võ cổ truyền Bắc phái Tây Sơn Xuân Bình Võ Thuật Đạo do Đại lão Võ sư Xuân Bình thành lập. Hiện nay, tổ đường của môn phái cùng sáng tổ Xuân Bình đang ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Lão Võ sư Xuân Bình tên thật là Nguyễn Xuân Bình, sinh năm 1917 tại thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Năm 1964 tại Biên Hòa, lão Võ sư Xuân Bình sáng lập môn phái Bắc phái Tây Sơn Xuân Bình Võ Thuật Đạo. Ông đã trực tiếp đào tạo, huấn luyện nên hàng loạt võ sĩ lừng danh miền Nam như Xuân Thanh, Xuân Hùng, Xuân Thịnh, Xuân Nghĩa, Xuân Liễu, Xuân Thơm, Xuân Thúy với những trận đấu võ đài nổi tiếng làng võ. Ý tưởng của lão Võ sư Xuân Bình về võ thuật cổ truyền là: thủ pháp là bài toán cộng, bộ pháp là bài toán trừ, cước pháp là bài toán nhân và quyền pháp là bài toán đố. Hệ thống quyền thuật của ông là sự đúc kết từ sở học võ nghệ cùng với kinh nghiệm thi đấu trong những năm thi đấu đối kháng trên võ đài. Trong đó, Miêu Tể Diện cùng với các bài Tứ Trụ Long Môn, Ngũ Hổ Bình Tây mà chúng ta đang theo dõi được coi là ba bài chấn môn tiêu biểu cho triết lý võ thuật của môn phái. Ba bài võ này hiện đang được Võ sư Xuân Liễu, người học trò xuất sắc của ông, gìn giữ và truyền bá tại vùng Tây Nam Bộ. Võ học cổ truyền chính là sự vận dụng linh hoạt, có sáng tạo các nguyên tắc âm dương ngũ hành và sự quan sát từ tự nhiên để hình thành nên nhiều đòn thế chiến đấu hiểm hóc. Miêu Tể Diện là một bài võ tượng hình quyền, lấy cảm hứng sáng tạo từ động tác của con mèo khi thức dậy, lấy chân trước xoa vuốt lên mặt. Vì vậy, bài võ có tên là Miêu Tể Diện, tức là mèo rửa mặt. Những động tác ấy vừa để rửa mặt, nhưng cũng sẵn sàng để tự vệ và vô mồi ngay. Vì vậy, Miêu Tể Diện thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, thư thái, nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ, hiểm hóc trong từng đòn thế. Trong bài Miêu Tể Diện, các đòn thế được tập trung cho đôi tay, cước pháp không nhiều, chủ yếu là các đòn kim tiêu cước và song phi cước. Tuy nhiên, các đòn đá trong bài thể hiện rõ được thần thái của loài mèo là nhanh, dẻo, hiểm, đặc biệt là những thế cước tung mình đá thốc từ dưới lên. Miêu Tể Diện là động tác của con mèo. Con mèo bây giờ anh bắt nó, anh thảy lên cao, cỡ nào cao nó rớt xuống vẫn không nghe tiếng động. Như vậy thì đánh lạc hướng được đối phương. Mà nó tạo cho con người ta một cái cơ thể nhẹ nhàng, muốn như vậy thì phải tập luyện. Vận động viên phải tập luyện rất là cực trong cái động tác tập là phục tọa xuống rồi tung người lên để đá xong phi cước mà không nghe một tiếng động nào cả. Thường thì các em nó mới tập rồi nó nhảy nghe đùng 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 đó. Nhưng mình tập một luyện một thời gian rất là dài, quá trình cũng phải từ 6 đến 8 tháng mới đá được kỹ thuật đó. Và những kỹ thuật đó phục đá bất ngờ làm cho đối phương không trở tay được. Sở trường của môn phái Bắc phái Tây Sơn Xuân Bình Võ Thuật Đạo là dùng nhu trì cương, chú trọng đến bộ pháp di chuyển nhanh nhẹ để tránh đòn và phản công bằng những đòn nhập độ thần tốc. Hệ thống các bài quyền được xây dựng nhằm áp dụng cho thi đấu võ đài nên các đòn thế tuy không hoa mỹ nhưng rất thực dụng, hiệu quả. Các đòn đánh trong bài Miêu Tể Diện thường ngắn, gọn theo nguyên tắc tìm đường ngắn nhất để chạm tới mục tiêu tấn công, áp sát cận chiến, đánh đỡ đồng thời, phát triển đòn đánh ngay từ trong lúc chặn đòn công của đối thủ. Đòn thế của Miêu Tể Diện tập trung cho đôi tay. Song thủ của Miêu Quyền không mạnh mẽ, bão táp như hổ quyền, nhưng xoay trở nhanh nhẹn, biến hóa khi ra đòn gây bất ngờ cho đối thủ. Đặc biệt là các đòn trỏ cắm, trỏ lật, trỏ giáng được sử dụng nhiều, trở thành thứ vũ khí lợi hại để phá đòn đối thủ, rất hiệu quả khi thi đấu võ đài. Thế hồi mã trụ hạ bàn
Khi đối phương tấn công chúng ta bằng một thế đá, chúng ta dùng tư thế kim cây tấn, hồi bộ và cùi chỏ đánh phá vào đầu gối của đối phương. Sau đó chúng ta dùng thế móc ngửa, đối phương né tránh, đối phương sẽ lao vào và chúng ta sẽ đánh tư thế song long xuất hải. Còn đây là một đòn thế kết hợp giữa chỏ giáng và cước pháp, vừa triệt đòn chân của đối thủ, vừa biến thế tấn công vào vùng mặt khiến đối phương bị bất ngờ. Thế thứ hai cũng là một thế để triệt phá đòn đá của đối phương. Đối phương đá, chúng ta quỵ tấn xuống ở tư thế xà tấn và đánh chỏ vào triệt phá đùi của đối phương. Sau đối phương vừa văng ra thì chúng ta đá độc cước vào mặt của đối phương. Miêu tẩy diện có tính cương nhu phối triển với đủ các bộ tràn, hoành, hụp, lặn, lách, bổ, bung. Các thế tấn như trung bình tấn, chảo mã tấn, hạc tấn, xa tấn biến đổi linh hoạt trong di chuyển và phát đòn. Thân hình lúc hạ thấp xuống để nhí đòn, tránh đòn, khi lại vươn thẳng lên để tấn công bằng những cú đá tầm xa kết hợp với đôi tay nhanh nhẹn, biến đòn liên tục từ tay trưởng, tay đấm, cương đao và cùi chỏ. Tuy nhiên, để vận dụng hiệu quả và phát huy tốt nhất các đòn thế trong bài, người võ sinh cần phải luyện tập chuyên cần, thường xuyên. Không có cái gì bằng phải tu luyện, tập luyện hàng ngày. Ví dụ như sau khi thuộc bài rồi, thì anh bắt đầu được phân thế rồi thì anh phải tập luyện những cái thế đó nhuần nhuyễn và phải đấu tập thường xuyên. Thì như vậy là khi ra chiến đấu thì anh mới mạnh dạn tấn công đối phương. Nhiều khi tập thì đi rất là đẹp đó nhưng đánh không được. Tại vì mình không có quen va chạm, mình nhát đòn. Thấy đối phương đứng nhưng mình không dám mạnh dạn phá cái đòn đó. Tại vì mình không tự tin. Mà lý do không tự tin là vì không được tập luyện thường xuyên. Còn anh tập luyện thường xuyên nó thành kỹ năng kỹ xảo rồi thì tự nhiên mình sẽ tự tin trong chiến đấu. Bài võ tượng hình quyền miêu tẩy diện truyền tải rõ nét sự ẩn tàng, uyển chuyển và không gây tiếng động, nhưng lại là một ẩn họa cực lớn đối với đối phương khi bị tấn công của loài mèo. Nhu nhuyễn nhưng không nhu nhược, mềm mại nhưng không yếu đuối. Các động tác phân thành những thế liên hoàn, phối hợp nhịp nhàng giữa bộ tay với bộ chân, giữa nhãn pháp với thủ pháp, thân pháp, mô phỏng theo các đặc tính vốn có của loài linh miêu là hết sức nhẹ nhàng, biến hóa khôn lường. Bài võ xứng đáng là một bài quyền chấn môn, tiêu biểu cho lối đánh cận chiến, bất ngờ, biến hóa của võ cổ truyền dân tộc.